Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Bếp Việt của Đài Little Sài Gòn TV trên băng tần 57.7. Và hôm nay Thanh Thúy cũng như đầu bếp mình đó sẽ giới thiệu quý vị một món ăn chơi mà chắc chắn là các bạn chúng ta sẽ rất là thích. Đó là món hến xúc bánh đa. Thì hôm nay mình Đức sẽ giới thiệu các bạn một món ăn khá là quen thuộc của mình tại cái cho như là những cái người Việt Nam tại Mỹ này. Thì món này làm khá là nhanh và khá là đơn giản và không phải mất quá nhiều thời gian. Đồng thời là những cái món này mà thường thường á là mình Đức thấy là những cái nhà hàng, những quán nhậu, thậm chí luôn một số người Việt Nam đi hoặc là người Mỹ đi mà sống ở đây lâu đi, họ vẫn thích ăn cái món ăn này, ngay cả những cái nhà hàng, ngay cả bên nhà hàng của mình Đức vậy. Khách của mình Đức đa phần là khách Mỹ đi, nhưng mà thường họ rất thích ăn cái món ăn này. Là một món ăn, đây là một món ăn của người Việt Nam nhưng mà lại được người Mỹ họ rất là thích. Thì món ăn này làm như thế nào thì mình Đức sẽ hướng dẫn các bạn. Hôm nay sẽ cách làm. Thì đầu tiên á, mình Đức dĩ nhiên hến, món này là hến xúc bánh đa các bạn, thì phải có hến đúng không các bạn. Ngoài ra thì hến đây phần lượng mình Đức đang xài là bao nhiêu, là một phần lon lớn ha các bạn ha. Nếu như bạn xài mà lon nhỏ đi thì là 2 lon, còn lon lớn á, thì bạn xài 1 lon ha. Phần lượng này sẽ dùng cho là 4 người ăn ha. Bánh chén mình Đức sẽ chỉ cần dùng một cái thôi ha. Rồi hành tây tím mình Đức sẽ xài là nửa củ rồi hành tây trắng mình cũng xài một nửa luôn. Ngoài ra mình Đức sẽ có một những cái detail gồm nữa, gọi là cái ớt này bạn, cái ớt này là ớt mẻ mình cho thêm vô để cho nó thơm và đồng thời nó tạo ra cái vị cay nhẹ ha. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm ít nữa chính là lá quế. Cái rau quế này là không thể nào thiếu được nhé các bạn, bắt buộc phải có trong cái món này. Một ít hành lá, một ít ngò để trang trí. Ở đây mình Đức có ít thêm ít rau keo ha, rau keo với là salad để mình trang trí thêm. Thì ngoài ra đây mình sẽ cần có thêm nữa ít đậu phụng á, mình sẽ có ít peanut mình bỏ lên trên mặt. Bình thường thấy người ta có mè, mình không có cần mè. Mình thường thường ở đây người ta cho mè, nhưng mà đúng hơn cái món ăn này để mà ăn á thì món ăn này nên dùng peanut, nó sẽ ngon hơn. Hấp dẫn hơn. Mình Đức ở đây mình Đức sẽ gia vị, mình Đức sẽ có ít phần dầu ớt để tạo cái màu, đồng thời nó tạo lên cái hương thơm. Gia vị đi kèm ở đây mình sẽ gồm có một ít đường, một ít nước mắm và một ít hạt nêm. Mình không xài muối trong cái phần nêm này. Một ít tiêu. Nè. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ha các bạn ha. Đầu tiên phần hành tây đây, mình sẽ lấy ra. Mình các bạn cắt hạt lựu rất đơn giản mà ha. Đầu tiên hành tây các bạn để nguyên củ đây. Các bạn sẽ cắt đây. Các bạn xẻ thành từng con caro đây. Rồi các bạn sẽ cắt ngang đây. Mình học thêm một cách rồi. Mới nữa. Đây là một cách cắt thật là nhanh các bạn ha. Rồi các bạn sẽ lấy ra, các bạn sẽ cắt ngang vậy. Và nó sẽ tự động thành tất cả thành hạt lựu ha. Mình sẽ bỏ đây ha, rất là nhanh. Mình học thêm một cách mới với quý vị. Đó, bạn sẽ cắt gì rất là nhanh và nó sẽ thành hạt lựu hết toàn bộ luôn. Mình không đã mất nhiều quá thì nhiều thời gian ha. Đúng rồi. Mình phải cắt ra từng chút xong mình băm đi, nó mất công lắm. Thí sợ nhất là cắt hành nó cay mắt lắm. Ở gần rồi cắt là hả, chảy nước mắt, lem mắt tùm lum hết. Chúng ta có hành tím các bạn, hành tây tím ha. Hành tây tím là để dùng làm gì các bạn? Thứ nhất là tại vì mình xài hành tây trắng không các bạn, thì nó sẽ không có được cái độ màu sắc đẹp các bạn. Nên mình sử dụng như vậy nó sẽ có sự tương phản. Thì cái phần món ăn mình nó sẽ đẹp hơn. Đây là nửa củ thôi ha. Dạ, chỉ xài nửa củ thôi chị. Nó sẽ lột phần vỏ này ra. Món ăn này làm rất là nhanh các bạn, không có lâu. Ví dụ như mình ở nhà các bạn, mình có thể mua sẵn những cái lon này, lon hến này mình để ở nhà, mình để vô lạnh. Khi nào mà cái nhà bạn bè của bạn bè tới, mình có thể khui ra để mà mình nấu rất là nhanh. Rồi. Dạ, thêm một cái cách rất là mới, mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian và nó không có làm cho mình cay mắt nữa. Tại vì càng sắc càng lâu mà mình cứ bày nguyên cái hành ra nhiều dạ, quá đúng rồi thì sẽ làm cay mắt. Còn cái này nó gọn quá cho nên nó ít cay mắt hơn. Rồi. Không có cần muối nữa, đúng rồi, đứng kế bên đất mà chị không thấy cay mắt đó nha. Dạ đúng rồi chị. Cái này mình xài cũng khác, cũng không có phải là tự nhiên mình làm rất là gọn. Mình sẽ làm rất là nhanh này để mình cho mình chuẩn bị các bạn ha. Còn lá quế này các bạn ha, mình Đức sẽ lấy ra. Dạ, sau khi rửa xong là mình rửa sạch sẽ nha các bạn, rồi sau đó mình sẽ tước cái phần lá này ra. Lá đi. Rồi. Chị thì chị rất là thích rau quế, bất cứ cái món ăn nào mà có rau quế đều mê hết. Dạ.
không chỉ người Việt Nam mình thích rau quế mà chị thấy nhiều người nước ngoài họ đến ăn quán phở họ cũng xin thêm lá rau quế nữa. Dạ, cái phần rau quế này á, nó là một trong những cái hương vị mà nó rất là thơm. Và thậm chí là ngay cả cái người Mỹ đi, những cái cuộc thi mà gọi là MasterChef của Mỹ hoặc những cuộc thi của Mỹ, họ vẫn dùng cái những cái hương liệu này để tạo mùi và tạo lên cái sự kích thích từ cái khứu giác của cái người ăn. Quý vị thấy là một cái món ăn mà bỏ rau quế là công nhận nó thay đổi mùi hoàn toàn luôn ha. Chúng ta sẽ cho phần lượng khoảng như đây. Như đây phần lượng là bao nhiêu các bạn ha? Thì tùy mình thích ăn nhiều hay ăn ít. Thì mình sẽ cho cái phần lượng rau quế của mình nhiều hay ít ha. Rồi. Chúng ta sẽ cắt ra nhưng mà không có cắt nhuyễn nha các bạn. Chúng ta phải cắt nó còn bị bự tí xíu để mà khi mà mình ăn xào á, cái độ thơm của nó sẽ có ha. Mình sẽ để bên này góc ha. Rồi. Và bây giờ đây là 3 cây rau quế được rồi đó. Rồi. Phần hành lá này của mình sẽ xài khoảng chừng 2 nhánh thôi. 2 nhánh hành lá. Mình xài luôn cả cái đầu cái gốc hành ha, cái gốc của cái đầu rau hành. Cái đầu hành ha. Hành lá bạn nhớ nè. Khi hôm nay mà Đức mua ra chợ mua hành lá rất là ngon. Hành lá mà cái thân nó nhỏ, nó mảnh mai mà cái đầu nhỏ đây nè, là những cái hành lá nó rất là ngon và rất là thơm. Hành lá nó càng nhỏ thì tinh chất nó càng nhiều và nó càng thơm. Còn hành lá mà nó lớn quá không ngon vậy ha. Ở bên Việt Nam những cái hành mà nhỏ người ta gọi là hành hương. Đúng rồi chị. Hành hương nó càng nhỏ thì nó càng ngon, nó càng thơm nhiều. Mà mình ăn mình cũng thấy thích hơn em. Cái hành lớn mình ăn nó không có ngon bằng những cái hành nhỏ. Ở bên vậy bên Việt Nam nó hay gọi là hành hương. Dạ. Rồi chúng ta sẽ để phần ít hành lá ở đây. Để tí nó sẽ cho lên mặt của cái món ăn cho nó đẹp mắt và nó cũng thơm như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái giai đoạn là nấu ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đoạn nấu. Thì đầu tiên á, các bạn sẽ bắt đầu là các bạn dặn lửa lên để chờ chảo nóng ha các bạn ha. Trong thời gian chờ chảo nóng thì mình Đức sẽ bắt đầu mình sẽ chuẩn bị phần bánh tráng này. Bánh tráng này có hai cách ăn. Một, các bạn bỏ vô microwave, các bạn đặt trong chế độ khoảng chừng 2 phút thì bánh tráng nó sẽ chín. Ồ vậy đây. Bây giờ mình sẽ chiên trước một cái bánh tráng này để tạo lên cái phần cái rổ để mình để cái phần hến lên chị ha. Thì mình sẽ đặt cái phần dầu đây cho nó sôi lên. Khi dầu sôi lên đó mình thử ngập dầu luôn đó, vì nghĩa là một chảo luôn á. Mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho bánh tráng vô, nó nóng lên thì nó sẽ làm cho cái phần bánh tráng nó mềm ra. Rồi mềm ra và nó nở lên các bạn ha. Mình sẽ dùng cái giá mình đè xuống đây để cho bánh tráng nó có phồng thì phồng, nhưng mà nó sẽ không có làm cho cái phần mà cái phần mà bánh tráng này của mình á nó tạo được cái độ lõm các bạn ha. Nó tạo được cái tô quá mà. Dạ đúng rồi chị. Rồi bạn thấy nè, rồi chúng ta sẽ phần gấp cái phần này ra. Rồi, nhanh như vậy đó hả? Dạ rất là nhanh, tại dầu thật sôi gì ha, giống như chiên bánh hồn tôm thôi. Một phút thôi có mà. Không, cái này nó chiên chưa tới một phút, cái này chiên vòng chưa tới 5 giây này là có thể bánh tráng nó đã xong rồi. Rồi mình sẽ lấy bánh tráng ra. Mình để đây, các bạn coi đây. Wow, bánh tráng nó tạo hình một hình cái tô. Đẹp quá. Và cái tô này có hình trái tim các bạn. Nhìn rất là dễ thương ha. Rồi, chúng ta sẽ để cái phần bánh tráng này để thêm qua một bên. Cái này cho honeymoon được. Rồi, nếu mà cái ngày lễ tình nhân đi, mà ông bà xã làm một cái món gì cho chồng ăn đi, mà làm mà tặng nặng hình trái tim này rất là đẹp các bạn ha. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Bây giờ mình Đức sẽ để cái phần bánh tráng này ở đây ha. Và mình Đức sẽ chuẩn bị cái phần tiếp tục là phần hến các bạn ha.